Quốc tế dồn dập tạo áp lực nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột trước cuộc đối đầu trực tiếp của Israel-Iran. Áp lực ngoại giao quốc tế ngày một lớn trước nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel có thể kéo cả Trung Đông vào một cuộc chiến tranh khu vực. Ngày 13 tháng 8, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi kiềm chế của phương Tây, nhưng cũng để ngỏ khả năng tham gia vào quá trình đàm phán giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza. Theo các nguồn tin cấp cao Iran, nước này sẽ cùng với các đồng minh, trong đó có lực lượng Hezbollah tại Liban, phát động một cuộc tấn công trực tiếp nếu các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza thất bại hay nhận thấy Israel tìm cách kéo dài thời gian. Một số nguồn tin cho biết Iran đang cân nhắc việc cử đại diện tới các cuộc đàm phán ngừng bắn dự kiến vào ngày 15 tháng 8, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột hiện nay ở Gaza bùng phát vào hồi tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Iran sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán, mà sẽ tham gia các hoạt động ngoại giao bên lề nhằm duy trì đường dây liên lạc ngoại giao với Mỹ. Các nhà hòa giải Mỹ, Ai Cập và Qatar đã mất nhiều tháng để cố gắng thuyết phục các bên đồng ý với một kế hoạch 3 giai đoạn, trong đó Hamas sẽ thả những con tin còn lại để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ và Israel sẽ rút khỏi Gaza. Nhiều vòng đàm phán đã diễn ra nhưng các bên vẫn chưa thể đi tới thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần kêu gọi Iran không trả đũa và ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, nước này cũng đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột leo thang tại Trung Đông. Nga cũng đang gia tăng các nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13 tháng 8 cũng đã tiếp đón Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới thăm Moscow. Lập trường của Nga trong vấn đề này không thay đổi, nó đã được hình thành từ lâu và không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Chúng tôi tin rằng để đảm bảo hòa bình lâu dài, đáng tin cậy và ổn định trong khu vực, cần phải thực hiện tất cả các quyết định của Liên Hợp Quốc và trước hết là thành lập một nhà nước Palestine hoàn chỉnh, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh mới đây đã ra tuyên bố chung hối thúc Iran và các đồng minh của nước này kiềm chế các cuộc tấn công có thể làm leo thang căng thẳng cho khu vực và gây nguy hiểm cho cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn tại dải Gaza và thả con tin. Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 13 tháng 8 cũng có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhằm kêu gọi bình tĩnh đồng thời cảnh báo các nguy cơ của những tính toán sai lầm.